Xin chào mọi người, hôm nay mẹ mình sẽ nấu món chè lạnh để đãi mọi người ăn nha. Trước tiên là chúng ta sẽ luộc 300g đậu trắng. Đây là 300g đậu trắng nha, mình luộc cho chín xong mình để nguội. Mình nhào đến khi bột mịn nó không dính tay là được các bạn. Đây bột mình mịn nè con. Như vậy là được rồi ha. Đây bột mình tráng cho nó dẹp dẹp ra vậy rồi mình sạch sợi nha các bạn. Đây là món chè lạnh, một trong những cái món mà ăn của miền Tây. Đây, sắc sợi giống như sợi bánh canh miền Tây vậy các bạn. Bánh canh bột sắc vậy đó. Sắc mỏng mỏng. Này nhớ hồi đó nấu bánh canh quấn vô chai mình sắc ha. Sắc bánh canh. Đậu giờ nấu chín rồi mình sẽ rửa sơ qua nha các bạn để cho hạt đậu nó trong là nó sạch nha các bạn. Rửa sơ đậu nó sẽ trong rồi nha. Bây giờ tới công đoạn mình quậy nước đường nha các bạn. Mình cho vào khoảng 2 lít nước và khoảng 550g đường mình quậy. Rồi xong mình mới thả bột vô nha các bạn. Khi mà đường và nước sôi lên rồi sẽ thả bột vô. Bây giờ và tới công đoạn mẹ mình bỏ bột sắt vô nha các bạn. Đây bỏ bột rồi từ từ vô để nó dính nha. Bột mình sắt cộng cộng giống như sợi bánh canh vậy. Đây là món chè lạnh mà ở miền Tây nhiều người biết, nhiều người ăn lắm. Giống sợ bánh canh bột sắt của miền Tây không? Khi mình sắt bột mình rắc lên bột và dài miếng bột khô là nó sẽ không bị dính ha. Bỏ đại đi. Bỏ đại. Đây. Đây chè khi mình đã nấu chín rồi mình sẽ bỏ mít vô nha các bạn. Đây mít là thành phần không thể thiếu trong cái món chè lạnh này nha các bạn. Mít sẽ tạo hương vị thơm ngon cho chè nha các bạn. Rồi mình sẽ nhấc xuống để cho nguội rồi mời các bạn cũng thưởng thức ha. Chào các bạn, đây là món chè lạnh mẹ mình đã vừa làm xong nha các bạn. Mời các bạn cùng thưởng thức nha. Đây món chè của mình thì gồm có đậu trắng, rồi bột năng mình sắt ra, thì có mít ha, rồi nước cốt dừa đây là. Đây có nước cốt dừa nữa các bạn. Chè mình có bỏ thêm lá dứa ăn rất thơm và ngon ha. Mời các bạn cùng thưởng thức ha. Đây khi mình quậy lên nha các bạn.
mà các bạn dùng ha, để mình dùng thử xem cái chè này. Cái chè này mẹ mình nấu ngon. Chè ăn rất ngon nha các bạn. Vừa thơm lá dứa, thơm mùi mít. Mà có cái cộng bột dẻo dẻo dai dai. Ăn quá ngon. Mời các bạn. Đây nguyên son chè với nhà mẹ nấu rồi. Nhìn quá ngon, quá hấp dẫn. Nếu có mùa dịch này các bạn rảnh thì các bạn làm thử ăn nha các bạn. Video mình đến đây là kết thúc rồi. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại mình trong video kế tiếp nha các bạn. Xin chào.